tên là Nguyễn Ngọc Hải, hay mọi người anh em hay gọi là AO. Mình cũng không có nói quá nhiều về nội dung, từ nội dung hình ảnh từ đầu triển lãm tới giờ với tất cả mọi người. Mình muốn để mở nó để mọi người có thể dành thời gian riêng để xem ảnh mà chưa có cái giới thiệu hoặc là sự tác động của mình vào. Tìm hiểu câu chuyện bằng ngôn ngữ, lời nói chứ không phải là hình ảnh nữa. Hình ảnh lúc đó chỉ mang tính chất là lưu niệm và xác thực lại cái thông tin thôi. Một cái thứ quan trọng nhất là gặp gỡ và nói chuyện trực tiếp với nhân vật một cách trực diện. Nhưng mà đó, từ cái kết cấu của cái máy, kết cấu của cái chuyện đặt cái view ngắm của máy ảnh, nó cũng khiến cách mình thay đổi đi, cách mà mình tiếp cận với nhân vật cũng sẽ thay đổi đi, và cái hiệu quả cuối cùng của bức ảnh nó cũng có khả năng thay đổi đi so với cái hình dung ban đầu á. Mình được gọi là không phong cách gì hết trơn, hoặc là có những thời điểm mình cũng tự nhận thấy là cái phong cách những ảnh mình nó khá lộn xộn, bởi vì nó thực ra nó quá rõ ràng. Nhưng mà cũng chính vì vậy mình mới nhận ra một cái chuyện, đó là mình theo đuổi cái sự phù hợp của hình ảnh. Mình nhận ra là có những đối tượng thì nó sẽ phải cần một cái loại ngôn ngữ hình ảnh cụ thể và phù hợp cho nó, chứ không phải với phong cách của mình lấn át lên đó sẽ làm cho bức ảnh nó tệ đi. Thank you.